Thủ tướng Hungary khiến NATO trao đảo Hoàng Thái xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị Ai sẽ là bên chiến thắng Và ai sẽ là bên thua cuộc trong cuộc chiến này Câu trả lời là Nga sẽ chiến thắng Và chắc chắn phải chiến thắng Bởi theo Thủ tướng Hungary Cuộc xung đột Ukraine là cuộc đối đầu giữa hai quốc gia Slavov Mà bên ngoài không nên can thiệp Nhưng Mỹ và NATO đã lợi dụng Ukraine vì vậy mà trong cuộc chiến này, Nga sẽ buộc phải chiến thắng để bảo vệ bản sắc Slavo của mình trước khi bị phương Tây thâu tóm. Tên lửa Nga bắn trúng trụ sở của tình báo NATO và Ukraina. Tờ CNN vào hôm 1 tháng 10 cho biết rằng, mùa đông năm nay, Ukraina sẽ điều chỉnh chiến thuật khi nước này nhận được những chiếc tiêm kích F16 đầu tiên, cũng như có thể sở hữu nhiều ATACMF và các tên lửa tầm xa khác. CNN dẫn lời các chuyên gia viết rằng, Ukraina sẽ tiếp tục mở các cuộc tấn công với các nhóm bộ binh để chọc thùng các phòng tuyến của Nga, đồng thời tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Như vậy đã rõ là chính quyền Biden đang dồn ép tổng thống Zelensky phải mở các cuộc tấn công mùa đông cuối cùng để có thể đạt được ít nhất một số thành công trên chiến trường, khi nhà trắng biết rõ vào năm 2024 sẽ là năm quyết định số phận của tổng thống Joe Biden. Vì vậy mà truyền thông Mỹ vẫn liên tục tuyên truyền giả tạo như Ukraine đã giành được ưu thế, nhưng còn phải tiến xa hơn nữa. Hay, một bước nữa cho Ukraine, xe bọc thép đã chọc thùng một số tuyến phòng thủ của Nga. Thậm chí, truyền thông châu Âu còn rào vờ hoài nghi rằng, liệu Nga có thể thua trận tại Biển Đen hay không? Tuy nhiên, theo nguồn tin nội bộ của Ukraine ngày hôm qua cho biết, tướng Zaluzny đã phản đối bất kỳ ý định tấn công nào của Tổng thống Zelensky nhằm chiếm lại ba thành phố vào cuối năm nay như ông đã từng cam kết trên đất Mỹ Tướng Zaluzny đã cảnh báo Tổng thống Zelensky rằng, từ nay đến cuối năm, quân đội Ukraine không nên mở các cuộc tấn công mà cần phải củng cố lại các tuyến phòng thủ. Như vậy có thể thấy, giữa Tổng thống Zelensky và tướng Zaluzny luôn có những quan điểm trái ngược nhau. Trong khi ấy, thì Nga vừa thực hiện một cuộc tấn công tên lửa bất ngờ vào Kiev vào tối hôm 1 tháng 10, nơi diễn ra cuộc họp giữa các nhân viên của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine và đại diện các cơ quan tình báo phương Tây. Số người chết và bị thương hiện vẫn chưa được biết rõ. Với mỗi ngày trôi qua, Ukraine sẽ bị tăng thêm phần hủy diệt. Việc Tổng thống Biden ký luật gia hạn nguồn tài chính tạm thời cho chính phủ Mỹ vào hôm 30 tháng 9 khiến Ukraine đang bị ra rìa và sẽ không có nguồn tiền tài trợ trong bối cảnh chiến tranh đang bước vào một giai đoạn tích cực nhất. Vì vậy, một bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Kiev khi chính quyền Tổng thống Zelensky có thể bước vào năm 2024 mà thiếu thốn cả vũ khí lẫn tài chính. Như Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin vào hôm 25 tháng 9 đã tuyên bố rằng NATO đã thảm bại trong cuộc chiến tiêu hào chống lại Nga và sắp tới số phần của Ukraine sẽ được định đoạt, hoặc là đầu hàng người Nga, hoặc là sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, trong bước đường cùng, chính quyền Kiev vẫn phải lấy tấn công là mục tiêu sống còn cho sự tồn vong của chế độ, bằng cách sử dụng UAV tấn công vào hạm đội biển đen của Nga hay là phá hủy cây cầu Krum. Hành động của Nga khiến Kiev run sợ Giới tinh hoa theo chủ nghĩa dân tộc tại Nga, mà nổi bật nhất là nhà bình luận chính trị nổi tiếng Alexander Dugin đã đưa ra quan điểm cho rằng Nga cần thực hiện các bước cứng rắn để tiến tới giành chiến thắng. Bước thứ nhất, đó là tiêu diệt giới tinh hoa và tấn công vào các trung tâm ra quyết định. Theo nhà bình luận Dugin, việc loại bỏ cấp lãnh đạo của chế độ Tân Đức Quốc xã là một trong những hành động quan trọng nhất nhằm giành thế chủ động chiến lược trước Mỹ và Anh. Thực tế, các trung tâm ra quyết định thực sự không nằm ở trung tâm của thủ đô Kiev, mà giải rác ở khắp Ukraine, đặc biệt là tại thành phố Cảng Odessa và thành phố Lviv. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất là vụ tấn công vào hôm 29 tháng 5 và một bông ke ở khu vực đảo Zhibansky, nơi có Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine tọa lạc. Sự kiện này đã được chính Tổng thống Putin xác nhận. Bước thứ hai là gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng quân sự và kinh tế của đối phương. Nhà bình luận Dugin nhấn mạnh rằng không chỉ tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, mà Nga cần phải phá hủy toàn bộ hệ thống đường xá bao gồm hệ thống đường sắt và đường hầm cùng các cây cầu ở biên giới Ukraine và Ba Lan, nơi vận chuyển vũ khí và thiết bị của phương Tây đều phải đi qua. Bước thứ ba là tiến hành tấn công ổ ạt. Giới quan sát đều có chung nhận định rằng người Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công vào mùa đông này. Nhà bình luận Dugin cũng không nằm ngoài trong số đó. Ông tin rằng cuộc tấn công này của Nga sẽ mang lại kết quả đáng kể. Có một sự thật là ngay từ khi xung đột nổ ra, các đồng minh NATO cũng bắt đầu trò chơi nhường nhau và ép buộc nhau để xem ai là quốc gia đầu tiên gửi vũ khí tới Ukraine, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa Mỹ, Anh và Đức. Tất nhiên, Mỹ luôn giành được lợi thế trước Đức và Anh bằng cách hứa sẽ chuyển giao xe tăng Abrams cho Kiev để nhằm buộc hai quốc gia châu Âu sẽ phải quăng Leopard và Challenger vào chiến trường trước. Mỹ đã tìm mọi cách để trì hoãn chuyển giao xe tăng Abrams trong thời gian lâu nhất có thể. Tuy nhiên, thì chính quyền Biden giờ đây không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải gửi Abrams vào chiến trường khốc liệt nhất này. Nhưng dù vậy, Nhà Trắng đã hạ cấp xuống phiên bản Abram A1 để cứu vãn danh tiếng của dòng Abram A2 nếu chẳng may bị người Nga thiêu dụi trên chiến trường. Giờ đây thì trò chơi nhường nhau hay chính xác hơn là đùn đẩy cho nhau đang diễn ra tương tự không chỉ với tìm kích F-16 mà còn với cả tên lửa tầm xa. Đức đùn đẩy Anh và Pháp gửi Storm Shadow và Scarp, nhưng khi hai loại vũ khí này đã được chuyển giao cho Kiev thì chính phủ Đức lại bắt đầu dao động. Giới quan sát phòng đoán rằng lý do duy nhất khiến Tổng thống Joe Biden cuối cùng phải nhượng bộ gửi phiên bản bon chùm ATACMF là để gây áp lực buộc Đức phải chuyển giao tên lửa thao rớt. Nhưng ngay sau đó, Tổng thống Biden lại liên tục trì hoãn ATACMF, khiến một lần nữa vào hôm 27 tháng 9, Đức lại đình chỉ chuyển giao tên lửa này. Tất cả những diễn biến trên trong vài tuần qua cho thấy NATO không khác gì một giáp giếc. Nó cũng cho thấy các đối tác phương Tây của Kiev đang cực kỳ miễn cưỡng cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mọi tuyên bố hoa Mỹ của Tổng thống Joe Biden cũng như là Tổng thư ký NATO rồi sau rằng sẽ luôn sát cánh với Kiev cho tới khi còn cần thiết, chỉ là giữ tề diện nhằm tạo vẻ bề ngoài đoàn kết giả tạo cho khối liên minh quân sự này. Có một sự thật là không thành viên NATO nào, kể cả Mỹ, muốn trở thành quốc gia đầu tiên gửi vũ khí hạng nặng tới Ukraine. Cũng vậy, giới lãnh đạo NATO nhận thức rất rõ rằng họ sẽ không thể tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine vô thời hạn được nữa, cũng như là Kiev không thể kháng cự mãi trên chiến trường với người Nga được. Ukraine thực chất là một quốc gia không chỉ bị sự kiểm soát từ bên ngoài mà còn không thể tự cùng tự cấp cho chính mình. Các ngành công nghiệp sản xuất gần như đã bị phá hủy hoàn toàn. Thêm một vấn đề nữa là Ukraine không chỉ thiếu thiết bị và đạn dược mà quan trọng hơn là tiềm năng huy động trong dân chúng đang suy giảm nhanh chóng. Và đây mới là vấn đề nguy hiểm nhất đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Tướng Nga Andrey Gurulev cho biết rằng mục tiêu cuối cùng của Mỹ ở Ukraine là muốn giáng một đòn thất bại chiến lược đối với người Nga rằng phe dầu hầu tại Mỹ đang muốn thông qua bàn tay của Ukraine để tiêu diệt lực lượng Nga và làm suy yếu nước Nga. Có điều là Nga lại là bên đang tiêu diệt hầu hết tiềm năng quân sự của quân đội Ukraine. Tướng Gurulev cho biết hiện sức mạnh của quân đội Ukraine đang rất nguy kịch và năm tới sẽ là năm quyết định số phận của Ukraine. Vậy thì ai sẽ là người chiến thắng và ai sẽ là bên thủ cuộc trong cuộc chiến này? Tất nhiên, Ukraine và châu Âu sẽ là bên thủ cuộc nặng nề và Nga sẽ là bên chiến thắng chứ không phải là Mỹ sức mạnh quân sự của Nga cũng sẽ được cải thiện và đúc rút kinh nghiệm từ sau cuộc chiến này. Không chiến thắng nào mà không phải chịu tổn thất. Cũng không tổn thất nào có thể che mờ được việc chiếm được Donbass, Crimea và có thể là Odessa trong tương lai. Bởi đơn giản, những thứ người Nga sẽ đạt được gần như không thể đo đếm được. Những điều có thể củng cố nội lực của nước Nga bởi những lý do sau. Thứ nhất, Nga đã sử dụng chiến dịch quân sự đặc biệt để thanh lý, tái chế tất cả các thiết bị cũ từ thời Liên Xô và thay thế chúng bằng những thiết bị vũ khí mới nhất. Việc này sẽ giúp quân đội Nga sẽ được tân trang hoàn toàn, trong khi các nhà máy quốc phòng có cơ hội hoạt động hết tốc lực. Thứ hai, khi Nga giành chiến thắng, Nga sẽ lấy lại vị trí siêu cường và nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế. Đặc biệt là trong bối cảnh Nga đã đánh bại lực lượng tổng hợp quân NATO, vốn được biết là liên minh quân sự hùng mạnh nhất trong lịch sử. Thứ ba, là việc Nga đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng sẽ tái cơ cấu hoàn toàn nền kinh tế Nga bằng việc thay thế nhập khẩu và loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó có nghĩa là nước Nga sẽ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bước vào một kỷ nguyên tự lực tự cường đầy tiềm năng. Thứ tư, những trải nghiệm chiến đấu tại Ukraine cũng giúp các lực lượng của Nga được rèn rũa và tiến tới trở thành lực lượng chiến đấu dày dặn kinh nghiệm nhất trên thế giới, thậm chí có thể giúp Nga cạnh tranh vị trí số 1 với Mỹ trong bảng xếp hạng những siêu cường quân sự hàng đầu. Thêm nữa, Việc Mỹ thông qua Ukraine để tiến hành cuộc chiến tranh ủy nhiệm sẽ đẩy Nga vào tình thế buộc phải liên minh với Trung Quốc, Iran và Bắc Triều Tiên. Điều này vô hình chung có thể hình thành nên một khối liên minh quân sự mới. Một khi chuỗi cung ứng vũ khí từ Iran, Triều Tiên và Trung Quốc tới Nga và ngược lại, sẽ khiến liên minh này có thể trở thành thế lực quân sự thống trị trên toàn cầu và có thể cạnh tranh trực tiếp với NATO. Và cuối cùng, là khi chiến dịch quân sự đặc biệt kết thúc ở Ukraine, Nga sẽ không chỉ có thêm 10 triệu công dân mới mà còn có thêm hàng loạt vùng lãnh thổ mới được sáp nhập. Đặc biệt, Nga sẽ sở hữu một số vùng đất màu mỡ nhất trên trái đất với các loại khoáng sản và tài nguyên quý hiếm. Điều này không chỉ cho sự phát triển nông nghiệp mà còn cho sự phát triển công nghiệp nặng trong tương lai. Tất cả những thứ này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền kinh tế Nga thời hậu chiến. Tất cả những giả định này không hề viển vông nếu chúng ta phân tích kỹ tuyên bố mới đây của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán khi ông mô tả rằng cuộc xung đột Ukraine là cuộc chiến tranh huynh đệ Slavov. Nga chắc chắn phải chiến thắng tại Ukraina vì bản sắc Slavo Trong tuyên bố vào hôm 29 tháng 9, Thủ tướng Viktor Orbán mô tả xung đột Ukraina là một cuộc chiến tranh huynh đệ Slav Thủ tướng Orbán cho rằng xung đột Ukraina là một cuộc đối đầu giữa hai quốc gia anh em Slavo mà phần còn lại của thế giới không nên can thiệp Quan điểm này của ông phù hợp với lập trường của Hungary là tránh xa cuộc xung đột không hỗ trợ Ukraina và vì vậy nó trái ngược với quan điểm của các đồng minh phương Tây Ông nói thêm rằng Hầu hết các nước phương Tây khác đang làm mọi thứ trong khả năng để có thể truyền bá sự thù địch với Nga. Trong khi Hungary muốn chấm dứt chiến tranh, thì phương Tây lại muốn kéo dài cuộc chiến và lôi kéo thêm sự tham gia của nhiều quốc gia khác với mục đích biến nó thành cuộc chiến toàn cầu. Cuộc chiến này nhìn từ quan điểm của Nga, thì Ukraine đơn thuần chỉ là quân tốt của Mỹ và là kẻ ủy nhiệm của NATO để tiến hành một cuộc chiến chống lại chính người anh em của mình. Bằng cách tái định hình cuộc xung đột Ukraine như một cuộc chiến tranh huynh đệ Slavo, Thủ tướng Orbán dường như đã gián tiếp tố cáo vai trò của NATO, bởi NATO đã kích động và leo lái cuộc chiến theo hướng là một Ukraine nhỏ bé đang đơn thương độc mã chống lại kẻ bắt nạt láng giềng khổng lồ là Nga, mà hoàn toàn phớt lờ vào mối quan hệ sắc tộc giữa người Nga và người Ukraine. Thực tế thì ai cũng biết, Ukraine tồn tại cho đến nay là nhờ vào sự hậu thuẫn của NATO. Trong khi đó, sự phản đối của người Ukraine đối với người Nga chỉ thường tập trung giới hạn ở miền Tây Ukraine, hay chính xác hơn là giới lãnh đạo Kiev khi họ coi mình là một nhóm dân tộc khác biệt với người Nga. Việc nhà lãnh đạo Hungary đề cập đến bản chất Slav và mối quan hệ anh em trong cuộc xung đột Ukraine đã làm rõ bản chất tuyên truyền dối trá của phương Tây. Thay vì tin và nghe theo một chiều rằng Nga đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược đế quốc, như Ukraine và phương Tây vẫn tuyên bố, thì giờ đây thông qua tuyên bố của Thủ tướng Hungary, chúng ta có thể hiểu rõ hơn đây là một cuộc xung đột nội bộ giữa những người anh em Slavo. Trong đó, người em đã bị nền văn minh phương Tây lợi dụng, kích động để chống lại người anh của mình. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, thì Ukraine được coi là một kẻ đào tẩu khỏi nền văn minh Slaver do nỗ lực muốn tách mình ra khỏi Nga một cách toàn diện, dẫn đến việc nước này liên minh không chính thức với phương Tây và âm mưu thông đồng với NATO để đẩy an ninh quốc gia của Nga vào tình thế nguy hiểm. Và nếu như Nga không mở chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, thay vào đó là để các sự kiện diễn ra một cách tự nhiên theo sự sắp đặt của Mỹ, thì Ukraine chắc chắn sẽ trở thành con ngựa thành Troy Slaver của nền văn minh phương Tây, để nước Nga bị bàn càng hóa và chính thức tàn rã thành các quốc gia nhỏ. Tướng Nga Andrei Gurolev đã chỉ ra rằng, người Mỹ họ công khai nói rằng họ muốn gây ra một thất bại chiến lược cho chúng tôi. Thất bại chiến lược của Nga là gì? Theo Washington, về nguyên tắc nhà nước Nga không nên tồn tại. Ở Mỹ, họ đã vẽ ra bản đồ cho thấy vị trí của Nga thành 13 hoặc 17 bang khác nhau. Trong kịch bản đó của Mỹ, nền văn minh Slaver hay chính xác hơn là nền văn minh á âu của nga trong đó người slav trong lịch sử đóng vai trò hình thành nhà nước quan trọng nhất tại nga sẽ không còn tồn tại sau cuộc chinh phục của phương tây kết quả đó chính là sự mở rộng chưa từng có của nền văn minh phương tây trên khắp á âu dưới hình thức mở rộng của nato rõ ràng phương tây đã khai thác triệt đề các thành phần chống đối ở ukraine thông qua việc nuôi dưỡng chủ nghĩa dân tộc cực đoan hay chính xác hơn là tân phát xít nhằm chia rẽ và tiêu diệt đối thủ slavo là nga Bằng cách phát động chiến dịch đặc biệt của mình, Nga không tham gia vào một cuộc chiến tranh xâm lược đế quốc như phương Tây đã tuyên truyền. Mà chính là Nga đang cố gắng ngăn chặn cuộc chiến tranh đế quốc của phương Tây bằng cách vô hiệu hóa con ngựa thành trôi mang tên Ukraine. Rõ ràng là tuyên bố của Thủ tướng Open đã vô tình nhắc nhở những người anh em Slavo khác nhớ lại bản sắc cội nguồn truyền thống của mình, mà Slovakia gần đây là một ví dụ. Việc đảng Smer giành được nhiều phiếu nhất trong cuộc bầu cử quốc gia ở Slovakia dưới sự lãnh đạo của cựu thủ tướng Robert Fico đang gây ra một cơn chấn động khắp châu Âu. Còn nhớ là vào hồi tháng 9 vừa qua, ông Fico từng nói như sau, Hòa bình là giải pháp duy nhất, tôi từ chối bị chỉ trích và gắn mác là kẻ gây chiến vì nói về hòa bình. Trong khi, những người ủng hộ chiến tranh và giết chóc lại được gọi là những nhà hoạt động vì hòa bình. Tất cả chúng ta đều dối tung trong đầu, chúng tôi sẽ không gửi một viên đạn nào từ kho dự trữ nhà nước của mình tới Ukraine. Cựu Thủ tướng Fico cũng nói rằng cuộc chiến Ukraine không phải bắt đầu vào năm 2022. Ông nói, cuộc chiến ở Ukraine không bắt đầu vào ngày hôm qua hay năm ngoái. Nó bắt đầu vào năm 2014, khi Đức Quốc xã và những kẻ phát xít Ukraine bắt đầu sát hại các công dân Nga ở Donbass và Luhansk. Bên cạnh việc chấm dứt viện trợ quân sự cho Ukraine, ông Fico cũng cam kết phủ quyết việc Ukraine trở thành thành viên NATO và các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Có vẻ như, người Slovakia có xu hướng đồng cảm với người anh em tiếng Slav của họ và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bài bình luận hôm nay của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo